thân chúng ta vỗ tay người thay chúa lần nữa. Hallelujah. Thật phước thành thì chúng ta được khen thật vừa ngài. Amen. Hallelujah. Xin hãy vỗ tay nghe khen chúa lớn hơn nữa nào. Hallelujah. Chúng ta chúa cửa đời đời nâng cao lên vua vinh hiển xem người đến hay giờ này. Hallelujah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta có tồn tại bay. Hôm nay chúng con chúc mừng nhau, tình yêu của Giêsu có mãi mãi với cả đời nào. Chỉ cần suy nghĩ về tình yêu của Giêsu, ta phải lo tự trả. Nhờ ngày ghé thôi vui mừng, chờ đúng mà lối sẽ còn đến với Ngài. Nhờ mà con có mau đến với Cha. Chúa, con chúa của
tôi mời Hội Thánh Chúa cùng với tôi. Chúng ta sẽ đến với lời Chúa ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 4 câu 7 đến hết câu 16. Ti-mô-thê nhất đoạn 4 từ câu 7 đến hết câu 16, nhưng mà vì nó dài, thành ra tôi chỉ xin mời Hội Thánh cùng với tôi. Chúng ta sẽ đọc hai câu cuối, câu 15 và câu 16. Hội Thánh Chúa mở được chưa ạ? Mở được rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc thật rõ ràng hai câu 15 và 16. Xin mời Hội Thánh cùng nhau chúng ta đọc thật rõ ràng. Đọc thật rõ ràng câu 15, câu 16, 2, 3. Hãy chú tâm, cẩn thận thực hành những điều ta dạy, để mọi người đều thấy con tiến bộ. Hãy thận trọng trong lối sống và lời giảng dạy của con. Hãy bền chí luyện tập theo lời ta khuyên. Vì làm như thế, con và những người nghe con sẽ được cứu. Chúng ta đọc lại câu 16 một lần nữa, thêm câu 16 ạ. Hãy thận trọng trong lối sống và lời giảng dạy của con. Hãy bền chí luyện tập theo lời ta khuyên. Vì làm như thế, con và những người nghe con sẽ được cứu. Cảm ơn Chúa. Qua phân đoạn Kinh Thánh này thì tôi có cái đề tài, đó là luyện tập đời sống tin kính. Đây là cái thư Ti-mô-thê nhất này, đây là cái bức thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Và Ti-mô-thê là người học trò của Phao-lô. Ti-mô-thê cũng là một người phụ tá, một mục sư phụ tá trong chức vụ của Phao-lô. Và hơn nữa, Ti-mô-thê cũng là người con trai trong đức tin của sứ đồ Phao-lô. Chúng ta đọc trong Ti-mô-thê và chúng ta thấy như vậy. Ti-mô-thê là con trai trong đức tin của Phao-lô. Và cái thư này được viết sau năm 65 sau Chúa. Và trong cái lúc mục sư Ti-mô-thê đang thi hành chức vụ tại hội thánh ở Ê-phê-sô. Và đây là cái bối cảnh nó ra cái bức thư này. Sứ đồ Phao-lô viết cái bức thư này có ba mục đích. Cái mục đích thứ nhất, tức là sứ đồ Phao-lô muốn khuyên nhủ Ti-mô-thê về cái chức vụ và đời sống cá nhân. Rồi cái mục đích thứ hai nữa là sứ đồ Phao-lô muốn thúc giục động viên Ti-mô-thê hãy giữ vững phúc âm lẽ thật của Chúa và chống lại tất cả những cái sự giảng dạy, những cái sự giảng dạy của giáo sư giả, những sự sai trật của giáo sư giả. Và cái mục đích thứ ba để viết thư này cho Ti-mô-thê, tức là Phao-lô muốn hướng dẫn Ti-mô-thê một cái cách cụ thể đối xử với mọi người, mọi giới ở trong hội thánh. Đó là ba cái mục đích mà Phao-lô đã viết cái thư này cho Ti-mô-thê. Và ông đã, và trong cái đoạn 4 này thì ông đã nêu lên cái tiêu chuẩn cụ thể về đời sống tin kính cho Ti-mô-thê và cho hội thánh. Và có thể là cũng có người thắc mắc bảo cái này là ông Phao-lô ông viết, ông dạy, ông hướng dẫn cho mục sư trẻ là Ti-mô-thê, cho người có chức vụ, liên quan gì tôi đâu có chức vụ, tôi đâu có phải là mục sư, tôi đâu có giảng dạy, mà bây giờ lại lấy cái điều này để học. Vâng, đúng là như vậy. Phao-lô viết thư này để khích lệ, để động viên, để hướng dẫn cụ thể trên mục sư trẻ là Ti-mô-thê. Nhưng mà nếu chúng ta bảo rằng chúng ta không có chức vụ thì chúng ta không cần học cái đoạn này. Đoạn này để dành cho mấy ông mục sư. Không. Mỗi một người chúng ta ở trong Chúa, ai nấy chúng ta đều có chức vụ cả. Những người làm cha có chức vụ trong gia đình, là người lãnh đạo một gia đình. Những người làm mẹ cũng vậy, có chức vụ và hướng dẫn dạy dỗ con cái mình. Những người anh, người chị cũng có cái trách nhiệm, có cái chức vụ để dẫn dắt những người đi xa theo sau mình. Những trưởng nhóm cũng như vậy.
tất cả mỗi chúng ta đều có cái chức vụ và chúng ta cần học. Như vậy thì tôi tin rằng Hội Thánh Chúa, mỗi người chúng ta, cho dù chúng ta ở trong cái chỗ nào, cái địa vị nào, chúng ta cũng cần học lời Chúa. Lời Chúa có ích lợi cho tất cả mỗi chúng ta. Như vậy thì mỗi người chúng ta có cần luyện tập đời sống tin kính không ạ? Cái đề tài của chúng ta đó là luyện tập đời sống tin kính. Không phải là tin kính tự nhiên mà có, nhưng phải luyện tập. Ở đây rõ ràng ông Phaolô có nói như vậy, cho nên tôi lấy cái đề tài luyện tập đời sống tin kính. Như vậy thì trong cái đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6 thì Phaolô đã nói về cái sự những cái sự về tiên tri, về sự hội đạo. Và bước vào trong câu số 7 tới hết câu 16 thì Phaolô đã nói về cái sự luyện tập lòng tin kính. Và tôi có 3 phần ở đây. Phần thứ nhất đó là cái lý do làm sao mà chúng ta phải luyện tập lòng tin kính, từ câu 7 đến hết câu 11. Phần thứ nhất. Rồi phần thứ hai đó là làm gương hoặc là thực hành đời sống tin kính. Cái phần thứ hai từ câu 12 đến hết câu 15. Và cái phần thứ ba là kết quả của đời sống tin kính. Thứ nhất là lý do làm sao chúng ta phải luyện tập đời sống tin kính. Rồi cái phần thứ hai đó là cái làm gương hoặc là cái thực hành đời sống tin kính. Câu 12, câu 15 và phần thứ ba là kết quả của đời sống tin kính. Có 3 phần. Và chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cái phần thứ nhất ở đây. Cái phần thứ nhất đó là lý do. Lý do và cái luyện tập lòng tin kính đây. Tôi sẽ đọc câu số 7. Câu số 7. Hãy tránh những chuyện phàm tục bịa đặt của các bà già, làm ngược với đức tin. Ủa, cái luyện tập lòng tin kính mà nó liên quan cái vấn đề gì mà tự nhiên thì bước vào cái hãy tránh những chuyện huyền hoặc, làm ngược với đức tin. À, như chúng ta đã biết, giống như một vận động viên, một vận động viên mà luyện tập trong cái trường đua, thì cái vận động viên này phải kiêng cữ, phải từ chối một số thức ăn, cái số thức ăn, những cái loại thức ăn mà nó không hợp, không ích lợi cho cái việc luyện tập, thì cái vận động viên đấy phải từ chối cái những cái thức ăn đó và từ chối một số thức uống nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó là đang nói về một vận động viên, họ luyện tập thân thể và họ phải từ chối một số thức ăn nó không đem lại lợi ích cho cái việc luyện tập của họ. Cũng như vậy, một đời sống theo Chúa và chúng ta học cái phần thứ nhất luyện tập lòng tin kính, chúng ta phải tránh những chuyện huyền hoặc, làm ngược với đức tin. Bây giờ lại một câu hỏi hỏi đây. Cái chuyện huyền hoặc làm ngược với đức tin đó là cái chuyện gì? Chuyện huyền hoặc là chuyện gì? Như ở trong đây lại còn nói là tránh những chuyện phàm tục bịa đặt của các bà già. Cái chuyện huyền hoặc ở đây Phaolô nói rất rõ, nó làm ngược với đức tin. Bây giờ chuyện huyền hoặc đấy là chuyện gì? Là những cái chuyện nó làm ngược với lời của Chúa, làm ngược với Kinh Thánh, ngược với những cái sự dạy dỗ của Chúa. Đấy là chuyện ảo, chuyện huyền hoặc. Phải tránh những cái chuyện đó. Chúng ta muốn luyện tập lòng tin kính, chúng ta cần phải tránh những cái điều đó. Không có đọc, không có xem, không có nghe những cái gì mà nó truyền tai, truyền miệng hay là truyền trên mạng internet, nhiều cái mà nó ngược lại với đức tin. Nó không ngược hẳn nha. Có những cái thì nếu mà nó ngược hẳn ấy, nó rõ ấy, thì chúng ta biết chắc chắn là cơ đốc nhân, chắc chắn là tôi tin là không ai làm theo, không ai thuận theo, không ai đồng ý. Nhưng mà nó có những cái việc mà nó nói giống như có lý lắm, nó phân tích nghe có lý lắm, nhưng mà thật ra những cái điều đó nó lại chống nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời, nó làm ngược lại với đức tin. Cho nên chúng ta cần phải tránh những cái điều này. Để mà luyện tập lòng tin kính thì chúng ta tránh những cái điều đó.
Đó là những cái sự giả dối, những cái ý tưởng sai trật, nó ngược lại với lời Đức Chúa Trời. Những cái điều mà nó nói mà không có nền tảng Kinh Thánh. Có nhiều điều nói chẳng có nền tảng, thế mà cũng có nhiều người nghe, nhiều người tin. Có những cái mà nó rõ ràng, nó gần như nó rõ ra là mê tín, nhưng mà cũng có người tin. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta muốn luyện tập lòng tin kính thì phải bỏ đi những cái điều này, những cái mà nó không có nền tảng Kinh Thánh. Nhưng có những cái người ta bẻ cong lời của Chúa nữa, họ cũng dùng lời Chúa, nó cũng dùng lời Chúa, nhưng mà nó bẻ hơi cong đi một tí, cái mình thấy ủa cũng có lời Chúa đấy mà. Thế là chúng ta dễ dàng chúng ta nghe và chúng ta tiếp nhận vào. Vì lý do đó có nhiều người đã từ bỏ con đường lẽ thật để đi theo cái đường mà cũng là họ cũng bảo tôi đang theo Chúa, tôi đang kinh nghiệm Chúa, nhưng mà nó đã sai rồi. Luyện tập lòng tin kính cần phải bỏ đi những cái việc mà nó không có trong nền tảng lời Chúa, làm ngược với đức tin như Phao-lô nói ở đây. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ làm sao để mà chúng ta biết được cái gì là nó giả, cái gì là nó sai? Làm sao để chúng ta biết được? Khi mà chúng ta nghe, có nhiều người, tôi thấy nhiều anh chị em khao khát lời Chúa, cũng mở ở trên YouTube rồi nghe trên mạng nhiều bài giảng. Đấy là cái lòng khao khát rất là tốt. Tôi không nói những cái điều đấy nó hại, nhưng nếu chúng ta không tỉnh, không nhận biết, không rõ ràng, thì đôi lúc một cái bài giảng cũng nói về Chúa, nói về những lời của Chúa nghe rất là thông suốt, rất là hay, nhưng mà ở trong đấy nó có một chút sai thôi, một chút cái điều nó bẻ cong đi thôi. Và khi chúng ta nghe, chúng ta tiếp nhận vào thì chúng ta đã bị lừa dối bởi những cái giáo lý sai trật đó. Cho nên làm sao, cái câu hỏi làm sao để chúng ta biết cái gì nó sai, làm sao để chúng ta biết cái gì nó giả, làm sao để biết đây, thì có một cái cách tốt nhất, một cách tốt nhất, đó là hằng ngày chúng ta tiếp nhận với lẽ thật, chúng ta gần gũi với lẽ thật, chúng ta gần gũi với lời của Chúa, là Kinh Thánh là lẽ thật. Khi mà chúng ta gần gũi tiếp cận lẽ thật mỗi ngày mỗi giờ, chúng ta suy gẫm, có những điều chúng ta đọc chẳng hiểu, chúng ta hỏi mục sư, hỏi người lãnh đạo, hỏi người dạy dỗ mình. Chúng ta cứ tiếp cận mỗi ngày thì chắc chắn khi chúng ta nghe cái điều gì nó không đúng lẽ thật một cái, nhận ra ngay, chắc chắn là như vậy. Khi mình tiếp cận với cái thật rồi á, mình đụng vô cái giả, mình thấy nó giả liền, thấy nó khác liền, thấy nó dại dại liền. Người tiếp cận tiền thật rồi ấy, cầm vô đồng tiền giả cảm nhận ngay. Cho nên cái phương cách tốt nhất để chúng ta không bị lừa dối, không bị mà theo những cái chuyện huyễn hoặc, cái chuyện mà nói lằng nhằng, mà gọi là nó trái ngược với đức tin ấy, thì cái cách tốt nhất là gì? Là chúng ta học lời của Chúa. Hãy gần gũi lời của Chúa. Để luyện tập lòng tin kính ấy, chúng ta cần gần lời của Chúa. Có lời của Chúa thì chúng ta mới biết được cái điều gì, cái lẽ thật của Chúa dạy dỗ chúng ta. Hội Thánh Chúa amen điều này không ạ? Chúng ta cần gần gũi với lẽ thật, cần gũi với lời của Chúa. Cho nên một người luôn luôn sốt sắng học lời Chúa, một người luôn luôn sốt sắng đọc lời Chúa, nhận biết lẽ thật của Chúa và cẩn thận làm theo, nhờ cậy Thánh Linh của Chúa soi sáng nữa, thì chắc chắn người đấy sẽ đứng vững và bước đi trong sự tin kính, không có bị lừa dối. Cảm ơn Chúa. Rồi lại cũng có người thì lại bảo rằng là tôi có đi đâu đâu, tôi có gặp gỡ ai đâu, cho nên tôi chả có nghe cái gì. Tôi cứ ngày Chủ nhật tôi đi nhóm, tôi gặp gỡ anh em hội thánh, sau đó thì tôi về nhà công việc của tôi, tôi chả giao tiếp với ai, thì tôi chả có nghe những cái lời lừa dối. Có phải không ạ? Thật ra bây giờ cái phương tiện truyền thông nó khắp nơi khắp chỗ. Một cái người mà nhỏ bé nhất, bình thường nhất cũng có một cái điện thoại thông minh. Tôi thấy như vậy, chị Ngọc thì chị cũng có cái điện thoại thông minh, chị cũng xài tốt lắm, có khi còn tốt hơn tôi nữa. Tất cả tôi thấy dường như bây giờ ai cũng xài điện thoại. Và chỉ cần ngồi ở trong nhà, cho dù bảo tôi già rồi tôi chẳng đi đâu, ngồi trong nhà chúng ta cũng có thể biết được nhiều việc ở trên thế giới nữa. Chúng ta ngồi một góc phòng thôi cũng liên hệ được với bao nhiêu là người.
Có những người chỉ ngồi ở nhà thôi mà nhóm với hội thánh này, hội thánh kia vẫn được. Và nếu mà nhóm với hội thánh thì tốt, nhưng mà nhóm với cái hội của một con người thì nó lại rắc rối rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đừng có nói là tôi chẳng giao tiếp với người nào hết, tôi không tiếp xúc với cái người tà giáo, là tôi khai trừ, tôi không gì hết. Nhưng cái phương tiện truyền thông ngày hôm nay nó cũng là một cái vấn đề cho mỗi đời sống chúng ta. Khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta nghe, chúng ta học, nó cũng có nhiều điều có ích. Nhiều điều có ích để chúng ta trang bị kiến thức, chúng ta nghe lời của Chúa. Tôi cũng sử dụng máy suốt ngày, nhưng mà cũng không ít điều nó đem đến cái sự nguy hại, không ít điều, không ít sự mà nó đem đến những cái điều xấu, không ít đâu. Cho nên chúng ta tiếp xúc với mạng, tiếp xúc với những thông tin truyền thông thì chúng ta vẫn cứ phải tra cứu Kinh Thánh. Chúng ta không nghe mà nghe một cái cách gọi là tự do. Tôi nghe, tôi biết các mục sư nào là trong hội thánh mình, những bài học tôi nghe. Còn những mục sư ở nơi khác tôi tra Kinh Thánh. Nghe nhưng mà phải tra trong Kinh Thánh. Và mình cũng phải cần cầu nguyện nhờ cậy nơi Chúa. Như vậy để luyện tập lòng tin kính thì chúng ta tránh những cái việc giả dối, và chúng ta cần gần gũi với lời của Chúa, gần gũi với lẽ thật. Đó là cái sự luyện tập thuộc linh. Và ở đây Phaolô nói như thế này trong câu 8: thật vậy, sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi chút ít, còn luyện tập lòng tin kính lại ích lợi mọi bề, có lời hứa cho cả đời này lẫn đời sau. Như vậy thì Phaolô đã nói là sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi chút đỉnh, thì chúng ta không cần luyện tập thân thể, đúng không ạ? Không phải. Đây là cái sự so sánh của Phaolô. Sự luyện tập thân thể ích lợi đôi chút có ích, có ích nhưng mà nó đôi chút. Còn sự luyện tập lòng tin kính ấy, nó ích lợi mọi bề, nó có lời hứa cho cả đời này lẫn đời sau. Cái lý do làm sao để chúng ta cần luyện tập lòng tin kính, đó là nó có ích lợi cho cả đời này. Luyện tập lòng tin kính nó không có chỉ là ích lợi đời sau không, mà luyện tập lòng tin kính nó có ích lợi ngay cả đời này nữa, và cả đời sau nữa, rất ích lợi. Cho nên chúng ta luyện tập thân thể, đó là chúng ta cần chăm sóc thân thể của mình, chăm sóc sức khỏe của mình. Vì lời của Chúa trong Cô-rinh-tô đoạn 6, Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19, câu 20 thì lời Chúa cũng có viết như thế này: vì anh chị em đã được mua chuộc bằng một giá rất cao, vậy hãy lấy thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta cần chăm sóc sức khỏe, cần chăm sóc lấy cái thân thể của mình vinh hiển, làm vinh hiển danh Chúa. Cái điều đó là cần cho mình, cần. Và cái sự luyện tập lòng tin kính nó còn có ích lợi hơn. Cái lý do đó mà chúng ta cần phải luyện tập lòng tin kính hơn nữa, hơn nữa, nó giá trị hơn nữa, giá trị ngay cả đời này. Một người mà có một đời sống tin kính, tôi biết chắc rằng bước đi người đấy sẽ thành công, được phước, được tin cậy, được nhiều thứ lắm, và được phước đời sau nữa. Thế thì chúng ta thấy rằng Phaolô so sánh cho chúng ta thấy rằng cái luyện tập lòng tin kính nó có giá trị. Vì vậy cái lý do mà ngày hôm nay chúng ta cần học để chúng ta luyện tập lòng tin kính trong đời sống của chúng ta. Và sự luyện tập thân thể nó có ích lợi đời này, luyện tập lòng tin kính ích lợi cả đời này cả đời sau. Và tôi tin rằng Chúa muốn chúng ta mạnh mẽ cả hai, Chúa muốn chúng ta tập tành cả hai. Một thân thể mạnh khỏe và một đức tin vững mạnh, một lối sống, một đời sống tâm linh mạnh mẽ vững vàng. Có như vậy thì chúng ta hầu việc Chúa chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa đẹp lòng và có kết quả. Rồi bây giờ một phần nữa ở cái phần số 1 này. Bây giờ trong khi luyện tập thì cái yếu tố quan trọng nào để nó giúp chúng ta luyện tập thành công? Cái yếu tố quan trọng nào mà nó giúp chúng ta luyện tập thành công đây? Chúng ta sẽ cùng đọc với tôi, xin cùng đọc với tôi ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9.
Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 24 đến hết câu 27 có ai dở được rồi? Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 24 đến câu 27 hơi dài nhưng mà xin mời đọc ạ. Bản truyền thống. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua hết thảy đều chạy nhưng chỉ có một người được hưởng sao? Vậy với anh em hãy chạy cách nào cho được hưởng. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mạo triều thiên hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mạo triều thiên không hay hư nát. Amen. Vì vậy tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là để đánh gió, song tôi đã thân thời tôi cách nghiêm khắc bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi dặn dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Vâng, cảm ơn anh Sáng. Anh Sáng đọc theo bản dịch cũ và tôi sẽ đọc lại trong bản dịch mới. Câu số 25. Mỗi lực sĩ đều theo kỷ luật khắt khe về đủ mọi thứ. Họ chịu như vậy để đoạt mão hoa chiến thắng sẽ tàn héo. Nhưng chúng ta chịu như thế để nhận được mão hoa chiến thắng không phai tàn. Như vậy cái yếu tố trong cái lúc mà chúng ta luyện tập lòng tin kính, yếu tố đó là đâu? Kỷ luật. Đúng như vậy, kỷ luật. Vậy mỗi lực sĩ đều theo kỷ luật khắt khe để mà đạt được cái mão hoa phai tàn. Nhưng mà chúng ta chịu cái kỷ luật khắt khe đấy để đạt được cái gì? Mão hoa không phai tàn. Không phai tàn và có nghĩa là một cái sự giá trị lâu dài. Như vậy thì cái yếu tố để chúng ta có luyện tập được thành công cái đời sống tin kính đó là sự kỷ luật. Cái này rất quan trọng, đây là một yếu tố chính và quan trọng trong cái sự rèn tập. Nếu mà mình theo một cái sự rèn tập mà không có kỷ luật, không thành công. Cái người tập đàn mà không kỷ luật, không cố gắng để mà luyện các cái ngón tay mỗi ngày để bấm hoặc là đánh đàn ọc, luyện các cái ngón tay rồi tai nghe, rồi miệng hát, họ không luyện tập thì họ không có làm được điều đó đâu. Cũng như vậy, một đời sống tin kính nếu chúng ta không luyện tập, không phải là Chúa ơi ban cho con lòng tin kính, cái rồi ok, mình cứ sống kiểu của mình, không có kết quả. Nhưng ở đây lời Chúa dạy rõ ràng phải luyện tập, phải luyện tập. Cho nên chúng ta cần biết cái yếu tố quan trọng trong cái sự luyện tập đó là kỷ luật. Có những vận động viên, có ở đây có người chị em đánh bóng rổ phải không ạ? Cũng phải luyện tập mỗi ngày, nó đau lắm, đau trong thân thể tại vì luyện tập mà đau lắm, rồi cũng phải ăn uống cho nó hợp lý để mà hoạt động thì mới làm vận động viên mới chơi được. Cho nên ở đây mỗi người chúng ta cần nhớ cái yếu tố quan trọng đó là sự kỷ luật. Ông Paulo đã nói rằng nhưng tôi phải áp dụng kỷ luật và khắc phục thân thể tôi, e rằng sau khi tôi giảng dạy người khác chính tôi bị loại chặt. Bây giờ đây là ông Paulo, ông bảo e rằng khi tôi giảng dạy người khác thì chính tôi bị loại, nhưng mà những người cha, những người mẹ e rằng nếu tôi không kỷ luật chính mình tôi thì những lời tôi dạy con tôi thì nó không có kết quả, chính tôi lại bị loại ra. Có phải không ạ? Không phải là đây là mục sư Paulo, mục sư Timothée, mà chính những người cha, người mẹ, những người anh, người chị, chúng ta cũng phải thi hành cái kỷ luật trên đời sống của mình. Và khi mình đã thi hành cái kỷ luật, mình rèn tập thì mình nói, mình dạy người khác, e rằng sau khi tôi dạy giảng dạy người khác chính tôi bị loại chăng? Có khi nào mình dạy con mình mà chính mình lại bị loại chăng? Cho nên đây là một cái sự nhắc nhở rất là quan trọng cho mỗi đời sống chúng ta. Vậy thì chúng ta nhớ, chúng ta cần biết kỷ luật bản thân. Và cái điều này dễ hay khó? Khó đấy chứ không dễ đâu. Chúng ta cần biết kỷ luật bản thân. Ví dụ như, tôi ví dụ cụ thể thôi. Ví dụ chúng ta quyết định mỗi ngày đọc lời Chúa 20 phút, không nhiều. Một ngày 24 tiếng Chúa cho mình dành 20 phút đọc lời Chúa, mình quyết định như vậy.
Nhưng mà đến khi mà mình bảo mình quyết định tới giờ mình đọc lời Chúa thì thôi, thay vì đọc bằng kinh thánh, thôi đọc điện thoại cho nó tiện. Mở điện thoại lên đọc. Hội thánh thì tôi tin là điện thoại ai cũng có kinh thánh. Mở điện thoại đọc cho tiện. Rồi đến khi đọc thì mình bắt đầu lướt, lướt qua cái trang nọ, ghé qua cái chỗ kia, mình lướt qua cái nọ, cái kia, cái khác, lướt 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 đi. Mình hứa nguyện 20 phút, nhưng mà nhiều khi mình lướt tới 40 phút, tới 60 phút, một tiếng trôi qua. Có không ạ? Cái này mình cần kỷ luật chính mình đây, cần kỷ luật bản thân của mình đây. Để luyện tập cái lòng tin kính với Chúa, chúng ta cần luyện tập bản thân của mình. Đã đến giờ, chẳng hạn như Hội Thánh Chúa, chúng ta có những người đã kết ước hứa nguyện, cầu nguyện 24/7. Chúng ta đã kết ước, chúng ta cần kỷ luật bản thân của mình. Đôi lúc mình mệt mệt, thôi hôm nay mệt mệt, thôi xin Chúa tha thứ cho con. Thật ra cái mệt của mình đúng là mệt thật, Chúa biết. Cái mệt thật thì đúng, đi làm về quá mệt. Nhưng mà nếu mình ngồi mình cầu nguyện một tiếng, nó cũng không có làm cho chúng ta bị gọi là có thể nằm luôn, có thể bị kiệt sức luôn, không. Chúa nói rằng ai trông đợi Chúa sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng. Nếu mà chúng ta mệt mệt mà chúng ta lại bảo thôi mệt quá, ngày mai rồi cầu nguyện, chúng ta thiếu cái sự kỷ luật bản thân, thiếu đấy. Chúng ta cứ kỷ luật mà coi, cứ thử mà coi, cứ làm mà coi. Khi mà quyết định cầu nguyện, sức mới Chúa đến tan biến. Còn nếu mình nằm ráng, buổi sáng tôi 4 giờ tôi dậy cầu nguyện, nhiều lúc tôi cũng mệt, đêm tôi ngủ không được. Nhưng mà sáng nếu mà tôi nằm á, nằm một tiếng nữa nó chẳng khỏe hơn đâu, nó mệt hơn ấy. Bắt đầu ngủ dậy muộn càng mệt hơn ấy. Công việc trong ngày thấy nó mệt lắm luôn, nhưng mà tôi quyết định trỗi dậy, cho dù mệt Chúa ơi còn dậy. Dậy và cầu nguyện xong một tiếng, hai tiếng, tôi bắt đầu công việc nhà một cách tươi mới hoàn toàn, vừa hát vừa làm việc. Lời Chúa nói không bao giờ sai, Chúa là thành tín, cho nên chúng ta cần kỷ luật bản thân. Chúng ta thấy rằng mỗi luật sĩ ở trong Côrintô có nói như vậy, mỗi luật sĩ đều theo kỷ luật khắt khe. Và họ chịu cái điều đó, họ chịu kỷ luật để làm gì? Được cái mẫu hoa buổi sáng thì tươi chứ buổi chiều nó tàn rồi. Nhưng mà chúng ta chịu khổ, thức khuya dậy sớm cầu nguyện, hoặc hy sinh, hoặc phục vụ, hoặc nghiên cứu lời Chúa, chúng ta phục vụ thì chúng ta được cái gì? Được cái mẫu hoa đời đời không phai tàn. Cảm ơn Chúa, lời Chúa nhắc nhở mỗi đời sống chúng ta. Chúng ta muốn đứng lên và chiếu sáng, chúng ta phải luyện tập cái đời sống tin kính. Còn đời sống thiếu tin kính, đời sống mà thiếu đi những cái phẩm chất của Chúa, chẳng đứng lên thì cũng chẳng chiếu được cái gì. Có đứng cao lên, kê bệ cao lên cũng chẳng chiếu được cái gì. Cho nên muốn chiếu sáng, chúng ta cần luyện tập đời sống tin kính. Vậy nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp cho chính mình tôi và cho tất cả Hội Thánh Chúa, mỗi chúng ta bền chí luyện tập. Luyện tập gì? Trong đời sống cầu nguyện. Luyện tập trong đời sống đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa. Mình cứ hứa nguyện ngắn ngắn thôi, 20 phút, 15 phút, rồi sau đó mình sẽ say mê và mình được dầm thấm trong lẽ thật của Chúa. Và như vậy mình tránh được những cái chuyện lừa dối ở ngoài. Rồi chúng ta luyện tập trong sự hầu việc Chúa, trong sự hy sinh, trong sự vâng phục ý muốn của Chúa. Chúng ta cần luyện tập những điều này. Đó là cái phần thứ nhất, chúng ta luyện tập lòng tin kính. À, chúng ta nhớ như vậy ha, là cần cái yếu tố quan trọng là kỷ luật bản thân. Đó là trong cái sự luyện tập. Và sự luyện tập lòng tin kính nó không chỉ ích lợi cho riêng cá nhân mình đâu, nó ích lợi cho những người khác nữa, cho hội thánh, cho gia đình, cho con cái, cho cộng đồng của chúng ta. Và bây giờ chúng ta bước vào phần thứ hai. Phần thứ hai đó là làm gương hoặc là thực hành sự tin kính. Câu 12 đến hết câu 15. Câu 12. Thế à, tôi lại dở qua bên này. Tôi sẽ đọc câu câu 12. Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy làm gương cho các tín hữu bằng lời nói, cách xử thế, tình yêu thương, đức tin và nếp sống trong sạch. Cái phần thứ hai, trong
cái việc luyện tập đời sống tinh kính thì chúng ta cần đã luyện tập rồi thì chúng ta thực hành đời sống tinh kính. Và ở câu 12 này Phaolô đã nói cho Timôthê biết đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi. Chúng ta cũng không để ai khinh mình vì người học ít, không để ai khinh mình vì mình là nông dân hay là vì gì hết. Chúng ta không để ai khinh mình vì mình không hiểu biết, nhưng hãy làm gương cho các tín hữu. Ở đây là Phaolô dạy cho Timôthê làm gương cho các tín hữu. Còn chúng ta thì sao? Hãy làm gương cho gia đình, cho con cái của mình. Người chồng làm gương cho vợ, cho con cái, người mẹ thì cũng giúp đỡ chồng và làm gương cho con cái. Và chúng ta làm gương cho các tín hữu, những anh chị em chúng ta, những người mới tin Chúa, những người chung quanh chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta. Hãy làm gương cho các tín hữu, làm gương cho những người thân của mình. Làm gương trong lĩnh vực nào? Cái phần thứ hai ở đây thì có một số lĩnh vực mà Phaolô đã khích lệ để thực hành, để Timôthê thực hành và cũng khích lệ cho mỗi đời sống chúng ta thực hành cái sự làm gương ở đây. Thứ nhất, trong lĩnh vực lời nói. Hãy làm gương cho các tín hữu bằng lời nói. Cái lĩnh vực đầu tiên chúng ta cần làm gương đó là lời nói. Ở trong gia đình, ví dụ là người cha, người mẹ, chúng ta cần làm gương cho con của mình, cho những người theo mình, cho những người mà mình dạy dỗ bày chiên thơ của mình bằng chính lời nói của mình. Hễ mà mình đã hứa thì phải giữ lời hứa. Mình dạy dỗ con cái thì trước sau sau vậy. Và mình dạy những gì dạy cho con mình thì chính mình phải làm. Nếu mà dạy con mình hãy chúc phước thì chính mình phải chúc phước. Dạy con mình là hãy nói lời tốt, lời khích lệ thì chính mình phải khích lệ nó. Nhiều lúc á, đúng mình có dạy chưa, lời Chúa dạy con tốt lắm. Con ơi, phải tha thứ, phải chúc phước, con phải tin cậy Chúa nhé, con phải cầu nguyện nhé, mà đời sống mình không cầu nguyện. Thế mà gặp nan đề một cái, nói lung tung. Thế mà gặp một vấn đề căng thẳng, tất nhiên mỗi người chúng ta đối diện căng thẳng thì tất nhiên cái cảm xúc nó phải lo lắng, phải suy nghĩ nhiều điều rồi. Nhưng mà ở đây Phaolô dạy chúng ta hãy tập rèn đời sống tin kính trong lời nói. Khi mà gặp vấn đề, khi gặp nan đề, hãy cẩn thận giữ miệng của mình. Bởi vì có nhiều người nghe mình đấy, trong gia đình nghe mình đấy, con cái mình nó nghe mình, những người xung quanh nghe mình, ma quỷ nó cũng nghe mình đấy. Hãy cẩn thận giữ gìn đời sống tin kính trong cái lời nói, tin kính trong lời nói. Hôm vừa rồi, tuần vừa rồi, bé Ái nhà tôi nó xảy ra cái tai nạn. Đi học về, cái nó tông, tức là cái một cái xe hơi đi đằng trước, nó đi ngay sau. Cái xe hơi phóng nhanh, đi nhanh thì nó đi ngay sau thì xe hơi nó gặp con chó. Cái nó thắng gấp, nó thắng đứng lại một cái thì con Ái thắng hết số rồi, nhưng mà vẫn tông cái choảng một cái vào trong cái xe họ và té ra. Té ra thì tôi chờ đến 6 rưỡi, chưa thấy con tôi về. Tối á, 6 rưỡi rồi, à 5 rưỡi chứ nhỉ, 5 rưỡi gần 6 giờ thì chưa thấy về. Tôi sốt ruột, tôi mới bảo tôi đi kiếm. Thì lúc đấy cũng là 6 giờ kém rồi, thì trời tối thui rồi. Tôi mới bắt đầu tôi mang xe ra, tôi phóng lên thì tôi thấy một cái ô tô chở bé Ái về. Bắt đầu gọi là tim tôi nó giống như nó ngừng đập vậy, tôi lo lắng. Tại trước đấy nó thấy nó về trễ là tôi đã lo rồi. Nhưng mà khi tôi thấy như vậy thì tôi lo hơn. Tôi đứng lặng đi một tí rồi tôi mới chạy xe lên trên đường. Thì tôi lên trên đường thì hai cái người lái ô tô đấy thì đưa bé Ái vô trong cái tiệm của Nghĩa. Thì tôi nghe nói là Tông, bây giờ thì xe thì bể tan ở bên đó, thì họ dẫn vô cái tiệm sửa xe ở bên Bảo Lâm á, cái chỗ Tông á. Còn là họ chở bé Ái về. Mà như bình thường á, tôi là một người nóng tính, tôi nói thật như vậy, tôi rất nóng. Mà nếu mà tôi chỉ cần nghe như vậy là kiểu gì tôi hỏi dồn hỏi dập, tôi hỏi cho tới. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi nhớ lại. Và ngay lập tức tôi không nói gì hết. Họ muốn nói, họ giải thích, họ kể kiểu gì là chuyện của họ. Tôi im lặng, tôi đứng im lặng và tôi nhân danh Chúa chúc phước cho hai người này. Tôi chưa biết chuyện gì xảy ra, tôi chúc phước cho họ. Cứ nhân danh Chúa chúc phước cho những người này và chúc phước cho Ái. Ngay lúc đó tôi cầu nguyện thầm. Và sau đó thì họ đi về. Thì kiểm tra thì bé Ái nó bị đau cái đầu gối, nó bị chấn cái đầu gối xuống dưới đất và hai cái cụ trọ.
tôi cảm tạ Chúa vì Chúa gìn giữ. Và hai cái người đấy, tông vào xe họ bị móc, xe hơi mà bị móc. Nhưng mà cảm tạ Chúa con tôi không bị sao, bị vết thương nhẹ nhẹ, không sao, cũng có đau nhưng mà không sao. Rồi xe của tôi hư thì chính họ mang xe đi, họ sửa. Họ sửa, họ chi trả tiền bạc. Mà họ nói luôn là nó đi đằng sau mà, họ không chịu trách nhiệm đâu. Nhưng mà họ hỗ trợ, họ mang xe đi, họ sửa cho ai. Cái xe đẹp hơn xe cũ. Cảm ơn Chúa. Thì tôi kinh nghiệm trong bất cứ tình huống nào, nhớ lời Chúa và cẩn thận giữ gìn lời nói. Còn một khi gặp cái tình huống như vậy, mình bắt đầu mình nói những cái lời tiêu cực, nói những lời rủa xả, nói những lời trói buộc, thì cái điều đó nó xảy ra trên gia đình của mình, nó xảy ra trên những cái. Vậy Chúa nói là ta đãi ngươi tùy theo lời ta nghe miệng ngươi nói. Vì vậy cầu xin Chúa giúp đỡ mỗi đời sống chúng ta. Chúng ta cần phải luyện tập cái tin kính, cái đời sống, cái lối sống tin kính trong cái lời nói của mình. Ở trong Ê-phê-sô, Ê-phê-sô đoạn 4 thì sứ đồ Phao-lô dạy rất là nhiều về trong cái lĩnh vực này. Ê-phê-sô đoạn 4 ở trong câu số 10-15: nhưng Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương nói lên sự thật, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng vươn lên đấng làm đầu, tức là Chúa cứu thế. Trong mọi sự, trong mọi sự. Rồi câu số 20, câu 25: vì thế đã lột bỏ mọi điều dối trá, anh chị em mỗi người hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Hãy luyện tập lòng tin kính trong lời nói. Rồi câu số 29 nói gì đây? Trong đoạn 4 Ê-phê-sô luôn câu 29 nói rằng: môi miệng anh chị em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe. Đừng thốt ra một lời ác độc nào. Thật ra thì đã là con người chúng ta, đôi lúc cảm xúc chúng ta cũng vẫn nói ra những lời ác độc, những lời trói buộc, những lời rủa xả, những lời mà đem đến cái sự rủa xả trên gia đình của mình, trên con cái của mình. Đây là những cái điều mà chúng ta phải tránh, phải thực hành trong lời nói của chúng ta. Hãy thực hành lời chúc phước, bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra nó ngược với ý của mình, nó ngược với những cái điều mình mong muốn, hãy chúc phước đi. Hãy chúc phước đi, đừng rủa xả, đừng nói những lời trói buộc. Xin Chúa giúp đỡ để mỗi chúng ta không chỉ nghe lấy làm đủ, nhưng chúng ta thực hành. Như vậy thì cái lĩnh vực đầu tiên mà chúng ta cần thực hành trong lối sống tin kính đó là gì? Lĩnh vực đầu tiên đó là trong lời nói. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để lời nói chúng ta có ân phúc. Đấy. Nếu cần hãy nói lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe. Đừng đem lại những cái sự nặng lòng, đem lại những cái sự mà tiêu cực cho người nghe, những cái sự mệt mỏi cho người nghe, nhưng hãy mang lại ân phúc cho người nghe. Đó là cái phần thực hành lối sống tin kính. Phần thứ nhất là trong lời nói. Phần thứ hai là trong cách xử thế. Ở trong Timôthê có viết như vậy: sao không dạy dỗ chính mình? Cảm ơn Chúa. Như vậy thì cái sự tấn tới, sự tăng trưởng trong lối sống tin kính Chúa sẽ làm gương cho bầy chiên nhỏ là con cái của mình, và là sự khích lệ cho người khác nữa. Và trong cái câu số 14 thì có viết như thế này: đừng quên, cũng đừng coi thường ân tứ con đang có, là ân tứ Chúa ban cho con qua lời tiên tri khi các trưởng lão đặt tay trên con. Thực hành lối sống tin kính tức là phát triển, thực hành cái ân tứ Chúa ban cho mình. Mỗi người chúng ta Chúa đều ban cho một ân tứ khác nhau. Hãy thực hành cái ân tứ mà Chúa ban cho mình. Đây cũng là thực hành đời sống tin kính đấy. Nếu mà mình tin kính Chúa, Chúa ban cho mình cái ta lân, mình không làm ra thì Chúa bảo đầy tớ biến nhát, đời tớ đầy tớ vô dụng. Nhưng chúng ta thực hành đời sống tin kính bằng cách chúng ta thực hiện những cái ơn Chúa ban cho, không phải là kiêu ngạo đâu. Nhưng mà chúng ta cứ nhận biết được Chúa đặt mình làm cái gì, cứ bằng lời làm được thì Chúa tiếp tục, Chúa dẫn mình làm tiếp, hơn lên, nâng lên, ơi hơn lên. Còn nếu mình chưa được, Chúa dạy cho mình, để cho mình học tập, sẵn sàng học tập để thực hành ân tứ của Chúa. Đừng chôn giấu ta lầm của mình. Cảm ơn Chúa. Và như vậy
thì đời sống của chúng ta sẽ được bước đi trong một lối sống tin kính, có lời hứa cho cả đời này lẫn đời sau. Và cái phần số 3 ở đây, đó là kết quả của đời sống tin kính, câu số 16. Hãy thận trọng trong lối sống và lời giảng dạy của con. Hãy thận trọng trong lối sống và lời giảng dạy của con. Chúng ta chú ý cái câu này. Hãy thận trọng trong lối sống và lời giảng dạy. Như vậy thì phải sống trước dạy sau, đúng không ạ? Lối sống mình sống trước đã, kinh nghiệm trước đã, thực hành trước đã và dạy. Hãy thận trọng trong lối sống. Rồi phần thứ hai là lời giảng dạy của con. Xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta hãy cẩn thận giữ gìn lối sống của mình, sống tin kính Chúa trong lời nói, tin kính Chúa trong cách xử thế, tin kính Chúa trong cách thực hành đức tin, rồi tin kính Chúa thực hành những ân tứ Chúa ban, tin kính Chúa trong cái việc đọc kinh thánh, trong thì giờ hướng nguyện cầu nguyện, trong tất cả những cái việc gì Chúa đặt để chúng ta. Và như vậy thì chúng ta hãy cẩn thận, đấy là cẩn thận thực hành trong lối sống của con và lời giảng dạy của con. Hãy cẩn thận trong lối sống và lời giảng dạy của con. Sống trước, dạy sau, sống trước, nói sau. Rồi, hãy bền chí luyện tập theo lời ta khuyên. Không chỉ là giai đoạn một lúc nào đó, nhưng hãy bền chí thực hành, bền chí luyện tập, bền chí tập tành theo lời ta khuyên. Và theo lời, tất nhiên là theo lời Chúa rồi. Vì làm như thế, đây là cái kết quả đây. Vì làm như thế, con sẽ được cứu và những người nghe con sẽ được cứu. Tôi tắt cái câu này ra một chút. Con và những người nghe con sẽ được cứu. Thì ông viết như vậy, nó vắn tắt. Tôi nói rằng con sẽ được cứu và những người nghe con sẽ được cứu. Khi mà Chúa thay đổi, Chúa biến đổi đời sống của mình trước, rồi những người nghe mình họ được biến đổi. Cho nên đây là một cái kết quả quan trọng. Những người nghe con là ai ở đây? Hỡi những người cha người mẹ, những người nghe mình là ai ở đây? Là những đứa con trai con gái của mình, là những đứa cháu nội cháu ngoại của mình, là những người nghe mình. Nó được cứu, chính mình được cứu và con mình được cứu. Còn nếu mà mình thiếu đi cái sự thực hành đời sống tin kính này thì chính mình thì không chắc rồi. Còn có thể cũng có những người họ nghe, họ thực hành, họ vẫn được, nhưng mà chính mình thì lại không được lời hứa cả đời này lẫn đời sau. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta cần nhớ cái lối sống trước và giảng dạy sau. Rồi Chúa hành động trong chúng ta trước, rồi Chúa mới hành động qua chúng ta đến với những người nghe chúng ta. Như vậy kết quả là gì? Là những người nghe chúng ta được cứu. Chính đời sống chúng ta được cứu, những người nghe chúng ta được cứu. Người nghe chúng ta là ai? Là gia đình của mình, là con cái của mình, là những người chung quanh cộng đồng của mình. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh Chúa, cho chính mình tôi, để rồi chúng ta không nghe, lấy nghe làm đủ. Nếu chúng ta muốn đứng lên và chiếu sáng, hãy tập tành, hãy luyện tập đời sống tin kính đi. Không cần phải nói, người ta nhìn thấy đời sống của mình thì người ta thấy được Chúa trên đời sống của mình. Như vậy kết lại là người hầu việc ngay lành trung tín thì chúng ta rao giảng lời Đức Chúa Trời. Rồi là người hầu việc tin kính thì chúng ta thực hành lời Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Là người hầu việc tăng trưởng thì chúng ta tấn tới trong lời Đức Chúa Trời. Như vậy thì chính chúng ta và những người nghe chúng ta được cứu. Xin cảm ơn Chúa và cảm ơn Hội Thánh đã lắng nghe. Chúng ta quyết định áp dụng. Chúng ta quyết định áp dụng theo lời của Chúa. Hãy luyện tập. Hãy luyện tập đời sống tin kính. Hãy luyện tập mỗi ngày trong lời nói, trong cách sống của chúng ta. Cảm ơn Hội Thánh.